Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tok Game Live. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái series gọi là trải nghiệm tựa game Perfect World Mobile. Thì như anh em đã biết thì game này sẽ được sớm ra mắt tại Việt Nam. Cụ thể là hình như là dự kiến vào đầu tháng 5, tức là tháng sau rồi. Thế là mình cũng sẽ tranh thủ gọi là trải nghiệm và giới thiệu cho anh em một chút. Đối với anh em nào mà chưa biết về game này, nó sẽ là một cái series trải nghiệm và giới thiệu những cái tính năng đặc sắc của cái tựa game Perfect World Mobile này. Rồi, như anh em đã thấy trên màn hình, đây là cái phần tạo nhân vật. Chúng ta sẽ ở trong game này chúng ta sẽ có 3 tộc. Mình sẽ đọc tiếng Việt nhá. Đề tộc nhân này, tộc người, Wing F này, đề vũ tộc, và một cái tên này Antam này, tức là thú tộc. Rồi, mỗi tộc này ở trong phiên bản hiện tại mà sẽ được phát hành tại Việt Nam thì nó sẽ có những cái lớp nhân vật khác nhau. Ở đây ví dụ mình chọn một cái tộc là thú tộc đi. Chúng ta sẽ có hai lớp nhân vật, đó là đây, đây là tiên thú này, bản Việt Nam sẽ dịch là yêu tinh. Đó. Còn lớp nhân vật thứ hai đó là thần thú. Để mà nói thì thần thú là một cái lớp nhân vật rất là quan trọng mà bắt buộc sẽ phải có ở trong mỗi cái đội hình ở trong game này. Tại sao như thế thì mình sẽ giải thích sau. Nhưng mà đây, đây là một cái lớp nhân vật gọi là tanker, rất là mạnh mẽ. Đấy, thì anh em nói chung là nếu mà các bạn, và thậm chí là cái lượng sát thương nó dồn về sau về late ấy, rất là khỏe. Nói chung đây là một lớp nhân vật các bạn nên chơi, cần ít đầu tư nhưng mà vẫn là khỏe. Mình chỉ nói sơ qua đấy thôi. Còn đây tiếp tục là một lớp nhân vật thứ, đây là tộc thứ hai, vũ tộc. Chúng ta sẽ có hai lớp nhân vật là vũ linh. Đây là vũ linh, cleric, thì mang trong mình sứ mệnh là hỗ trợ. Đó. Thật ra thì mỗi cái tộc, mỗi nhân vật, mỗi lớp nhân vật trong game Thế giới Mỹ này, Thế giới Perfect World này, nó sẽ có, về sau các bạn thăng tiên nhập ma thì nó chia ra hai đường. Ví dụ như vũ linh này có thể búp máu, hoặc là nếu mà vũ linh tiên thì là búp máu, vũ linh ma thì là chuyển thành sát thương. Nhưng mà mình vẫn khuyên là nên chơi vũ linh tiên, bởi vì là hỗ trợ, và đây là một lớp nhân vật chắc chắn là không thể thiếu trong đội hình để đi phó bản hoặc đi PK rồi. Búp máu, búp hỗ trợ, hồi sinh đồng đội nữa, rất là quan trọng, thì các bạn có thể chơi. Tuy nhiên là mình cũng nhắc lại là vũ linh là một cái nhân vật nó không nhàn đâu. Các bạn không đi phó bản các thứ là không auto được. Mình cảnh báo luôn cho các bạn nào mà kiểu có ý định là auto, là vũ linh là không auto được. Thậm chí là rất là mỏi tay, bởi vì phải liên tục di chuyển, hỗ trợ, búp máu. Nói chung là anh em nào nghĩ chơi vũ linh là nhàn thì không phải là nhàn. Mức độ đầu tư có thể ít nhưng mà nó không nhàn đâu. Đó. Lớp nhân vật thứ hai trong vũ tộc đó là vũ ma. Thì đây là một cái lớp nhân vật mà sát thương vật lý rất là mạnh, đam rất là to, phải công nhận là vậy. Và sao nhỉ, nếu các bạn có đầu tư ấy, thì rất là mạnh, nhưng mà sống sót thì hơi yếu một tí. Đó, phải rất cẩn thận. Rồi, chúng ta sẽ đến với nhân tộc. Nhân tộc thì chúng ta sẽ có hai cái lớp nhân vật là pháp sư. Đây một cái nhân vật mình nghĩ là khá là bá đạo, sát thương to, AOE rộng, rất thích hợp đi phó bản hoặc đi thậm chí đi PK đông người. Đây là nhân vật mà nếu bạn nào mà ông nào mà kiểu đại gia đầu tư thì top server, thì thật sự là giết người như ngoé luôn. Mình phải nói khẳng định như vậy, thậm chí ở bên Trung Quốc là như vậy. Thì pháp sư là một lớp nhân vật dành cho những bạn nào mà thích đầu tư, rất là mạnh. Và chúng ta sẽ đến với một cái lớp nhân vật thứ hai gọi là kiếm sĩ. So với phiên bản PC thì nó đã khác rồi. PC nó gọi là kiếm khách, nhưng mà bản mobile này thì kiếm sĩ, nó gọi là kiếm sĩ, nó đã thay đổi đi khá là nhiều rồi. Nhưng về cơ bản đây là một lớp nhân vật cận chiến và không được auto, nó thẳng là như vậy. Và nó cũng khá là mạnh nhưng mà phải biết đánh cơ, phải biết combo. Nói chung là rất là khó chơi. Ở bản Trung Quốc thì cũng rất là ít người chơi lớp nhân vật này, chủ yếu là pháp sư và vũ mang. Rồi, ở đây thì mình giới thiệu qua nhanh thế anh em thôi. Còn thật sự thì nếu muốn trải nghiệm nhanh thì trải nghiệm kỹ thì các bạn phải từng chơi từng lớp nhân vật, xong rồi rút ra kinh nghiệm. Có lẽ trong cái series này mình sẽ chơi lớp nhân vật vũ linh đi. Mình sẽ chơi vũ linh. Rồi, mình sẽ chọn vũ linh này. Một cái đặc điểm của game Thế giới Mỹ này là chúng ta có thể tạo hình cho nhân vật. Đó, rất là đẹp. Đây, thậm chí tạo hình cực kỳ chi tiết luôn. Đó, các cái kiểu tóc rất là dễ thương.
thậm chí các bạn có thể chọn màu sắc cho tóc, phối màu. Nói chung là Thế giới Mỹ là một cái Perfect World này, này là một cái game mà cho chúng ta tạo hình cực kỳ chi tiết nhân vật của mình. Mình sẽ bỏ qua phần này nhá, cái này thì cho các bạn làm đẹp thôi, đỡ mất thời gian, nhưng mà các bạn yên tâm là nó đầy đủ luôn. Đấy, thậm chí từng mắt các bạn phải chỉnh màu của từng mắt luôn. Rất là đẹp. Đó, đây màu mắt này. Mình có thể phối màu vào chẳng hạn. Đó, thì tùy các bạn nhá. Mình sẽ bỏ qua, tạm thời bỏ qua cái phần này. Body các thứ luôn. Các bạn thích ngực to, ngực bé này nọ thì có thể chỉnh, nhưng mà mình sẽ tạm thời bỏ qua cái yếu tố này. Anh em đợi tí là nó hơi bị đơ rồi. Hiện tại mình đang chơi bản nước ngoài thì mình sẽ phải bật cái VPN lên để làm series cho anh em. Đấy, mình sẽ chơi Vũ Linh đi để giới thiệu cho anh em, bởi vì Vũ Linh thật sự là lớp nhân vật mà không thể thiếu được, nhưng mà không nhàn đâu. Mình nói là chơi lại, nhắc lại là không nhàn đâu. Và Perfect World là một cái game mà mình chơi cũng khá là sâu từ bản Trung Quốc rồi. Trước đây mình cũng làm khoảng 1-2 cái video trên kênh Top Game Online, các anh em có thể xem lại. Thậm chí là trải nghiệm bản Việt hóa nữa. Nhưng mà bây giờ cái bản Việt hóa đấy nó cũ rồi, nó không xài nữa rồi. Nên mình sẽ chơi bản nước ngoài để giới thiệu lại cho anh em. Quan trọng nhất là cái bản nước ngoài này là nó gần với bản Việt Nam nhất. Nó có 6 lớp nhân vật. Rồi, mình sẽ tạo nhân vật nhanh nhá. Nãy giờ chém gió với nhân vật thế thôi. Nãy giờ mình cũng chỉ chém gió qua thôi về các nhân vật. Còn đấy, như mình đã nói, chúng ta nếu muốn chơi sâu thì các bạn nên trải nghiệm từ từ. Nhưng mà nếu mà mình chơi Vũ Linh thì mình chủ yếu là mình sẽ giới thiệu những cái phó bản trong cái game này. Mình nghĩ đây là đi phó bản là một cái thứ rất là hay ở trong game Perfect World Mobile. Bởi vì nó khó, đó hỏi là anh em nếu mà có thói quen auto thì nên bỏ qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Bỏ qua phần cốt truyện đi. Thế giới Mỹ Mobile là một cái game mà có đồ họa rất là đẹp, nhưng mà dung lượng của game cũng khá là căng. Chúng ta sẽ cần 5GB, khoảng 5GB bộ nhớ trong. Đây, mình đang, và nếu mà bạn là máy yếu thì các bạn hãy dùng giả lập nhé. Mình đang dùng giả lập chơi đây, rất là ổn. Đó, tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em phần setting. Rồi, với thế giới Mỹ thì các bạn có thể bay lượn. Đây. Đó, mày hơi giật tí bởi vì cái độ giả lập đồ họa này của mình nó cũng không ổn lắm. Đây, nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp anh em ạ. Các bạn nào mà chơi trên điện thoại xịn thì còn đẹp nữa. Với thế giới Perfect World Mobile thì các bạn phải không chiến. Đó. Đây là Vũ Linh Ma này, các cái chiêu Vũ Linh Ma rồi. Đối với một cái chiêu thức ở trong thế giới Mỹ thì ở trong Perfect World này thì các bạn nên nắm được nó có những cái tác dụng gì. Rồi, nó hơi bị nháy nháy màn thì anh em thông cảm, nhưng do cái giả lập của mình hôm nào mình phải cài lại cái giả lập này đã. Tuy nhiên là đang chơi dở rồi, cứ game nặng nặng là nó bị. Mình đang dùng cái LD Player. Nhiều bạn hỏi là mình hay làm video bằng giả lập gì thì mình dùng LD Player nhá, mình không dùng nóc nữa. Nóc dạo này nó nặng, nó tốn RAM lắm. Nếu mà để mà đẹp nhất thì các bạn nên dùng BlueStacks, mặc dù nó hơi tốn RAM một tí. Rồi ở đây thì chúng ta có hai cái chế độ các bạn lựa chọn là 3D hoặc 2.5D. Tất nhiên là bạn nào muốn đẹp thì dùng đến 2.5D. Đây, ở đây chúng ta sẽ có đến phần setting. Đây chúng ta phần graphic thì các bạn có thể custom nó đi. Đó. Nếu mà các bạn mạnh thì cấu hình mạnh thì các bạn chỉnh cao nhắc lên. Thậm chí để 60fps chẳng hạn. Đó, mình sẽ để lên 60fps. Nói chung là nó sẽ rất là nặng. Không nên, nói chung là các bạn không nên. Bởi vì mình làm video thì mình để cao thôi. Chứ còn thật sự mà nói, để mà các bạn chơi bình thường ấy, mà không nóng máy tốn pin ấy, giả lập thì tôi không nói, nhưng mà chơi điện thoại thì các bạn nên để cấu hình vừa thôi. Đây, chúng ta sẽ có một game đồ họa rất đẹp. Chúng ta đang ở thành dành cho vũ tộc. Mỗi tộc trong game, lúc mà các bạn xuất phát thì các bạn sẽ ở những cái tộc riêng của mình chứ không ở chung. Đó, âm thanh các thứ nó từ nguyên từ bản PC ra, rất là hay. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thôi. Về cơ bản thao tác của cái con Perfect World Mobile này giống chơi giống các game di động khác thôi, đó là device di động khác thôi, đó là
các bạn bấm vào nhiệm vụ xong rồi nó đi làm nhiệm vụ và đó chiến đấu nó cũng sẽ có auto hỗ trợ anh em. Đấy, các bạn yên tâm là chơi thì nó dễ thôi, thao tác cực kỳ dễ, nó không làm khó anh em gì đâu. Các bạn chỉ cần đáp ứng được nhu cầu là cấu hình, đầu tiên là về cấu hình là anh em chơi được thì là ok. Còn về những cái trải nghiệm ban đầu tân thủ này này, game hướng dẫn cực kỳ kỹ luôn. Hướng dẫn các bạn chiến đấu, đó, hướng dẫn các bạn bay lượn này nọ, rất là đầy đủ, rất là dễ chơi. Thế nên là việc làm quen về game thế giới, game Perfect World Mobile này này, các bạn sẽ yên tâm là rất dễ làm quen. Nó chơi những cái game MMORPG trên di động khác thôi. Đó, đây là mình học cái việc là hướng dẫn xài kỹ năng này, giật. Đó, chúng ta có những cái kỹ năng gây phép thuật. Vũ Linh là một lớp nhân vật mà gây sát thương phép thuật. Nói chung là game này nó phân bổ ra khá là rõ, tức là mỗi lớp, mỗi cái tộc ấy để có hai lớp nhân vật, và hai lớp nhân vật nó chia ra là tấn công phép thuật và tấn công vật lý, thì cấp để các anh em lựa chọn. Bây giờ mình đang chơi giả lập, thời gian thì đồ họa nó cũng phải chưa là mắt setting đâu, mình chơi trên điện thoại đẹp hơn nhiều. Cái này với cả phiên bản global thì nó cũng giảm cấu hình rồi, hồi xưa mình chơi bản Trung Quốc nó nặng hơn nữa. Nhưng mà bản global này thì cũng chính là bản Việt Nam mình nghĩ là sẽ giảm thôi, bởi vì cấu hình thật sự nếu mà để mắc cấu hình ra game khá là nặng. Rồi chúng ta học cưỡi ngựa này. Đó, như vậy là game này các bạn có thể đi bộ cưỡi ngựa rất là thoải mái. Rồi chúng ta học cách gọi là cưỡi ngựa. Đó, ở cái này học cách điều khiển ngựa. Thỉnh thoảng nó hơi giật tí là do giả lập nha các bạn. Chắc hôm nào mình phải cài lại cái giả lập thôi, bình thường chơi nó không thế đâu. Và như các bạn thấy là ban đầu trải nghiệm thì game thì nó cũng rất là dễ chơi thôi. Nó đi làm nhiệm vụ này lên cấp thì, chủ yếu sẽ là những cái phó bản sau này thì mình sẽ trong một cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn. Còn hôm nay sẽ là một cái video gọi là giới thiệu tân thủ mà mình sẽ trải nghiệm. Mình sẽ làm theo một series rất là dài và các bạn có thể chú ý theo dõi cho bạn nào mà không có điều kiện chơi thử phiên bản nước ngoài. Thật ra nếu các bạn muốn chơi thử thì cũng dễ thôi, các bạn phải fake IP lên, đổi store sang các khu vực khác để có thể tải game. Hoặc là bạn nào mà dùng Android thì dễ hơn rồi, các bạn có thể tải ứng dụng TapTap và tải game trên iOS và Android cũng được. Rồi chúng ta có cưỡi ngựa này, có cưỡi ngựa bay lượn, thậm chí là bơi lội luôn. Không biết là ở đây thì ở kênh Rock Online có bạn nào mà lớn tuổi thì từng chơi bản PC không? Thì mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn đang học. Thỉnh thoảng nó hơi giật tí, chắc là do giả lập rồi, nó không chịu được. Các bạn thấy là game nó cũng khá là nặng nếu các bạn để full setting đấy. Đó. Các bạn thấy là chơi nó dễ thôi, đấy, click vào thôi. Cái độ khó của nó sẽ về sau ở những cái phó bản mà mình sẽ giới thiệu riêng cho anh em. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu với con boss rất là to. Vũ Linh thì sau này đây có thể né đòn này. Nó sẽ có một cái hay của game này đó, của cái game Perfect World Mobile này mình thấy là khác so với các game và thấy đặc lấy hay đó là lúc trong lúc nhân vật các bạn di chuyển vẫn có thể chiến đấu được. Các cái game khác khi các bạn chiến đấu là đứng im. Thế nên là cái độ cơ động nó rất là thấp. Riêng cái game Perfect World Mobile này mình thích, đó là trong lúc các bạn di chuyển đấy, có thể tấn công được, trừ khi là dùng kỹ năng thôi, thì là cái mức độ cơ động của nhân vật của mình nó sẽ lên cao hơn rất là nhiều. Cái điều này nó phục vụ cho các bạn sau này đánh những cái con boss ở trong phó bản ấy, nó sẽ rất là khó và cần độ cơ động cao. Nói chung Perfect World Mobile sẽ là một cái game mà rất là dễ làm quen, nhưng mà về sau nó sẽ có độ khó. Và bạn nào bảo là cái game này nó chơi kiểu mì ăn liền thì mình xin khẳng định là không. Tại sao là thế thì anh em cứ theo dõi series của mình thì sẽ hiểu. Game này không hề mì ăn liền tí nào. Tất nhiên là ở mức độ nào đó thì cái việc chênh lệch giữa người nạp tiền và không nạp tiền nó cũng sẽ có. Nhưng mà nếu các bạn chăm chỉ thì việc không nạp tiền thì vẫn có thể sống tốt ở trong game này. Game này thì rồi chúng ta sẽ học kiểu dạng mà nhiều bạn hay gọi là khinh công, nhưng mà mình sẽ gọi là nhảy cao đi. Thì thoảng hơi giật tí anh em thông cảm nhé, do cái giả lập thôi, mình phải làm dùng giả lập để hướng dẫn anh em. Chắc là hôm tí nữa mình sẽ đi cài lại cái giả lập này thì clip sau nó sẽ ổn hơn. Trong game này các bạn có thể nhảy 4 bước, đó, rất là đẹp. Đó, anh em thấy không?
Đó, bay lượn. Hiện tại thì mình chưa có cánh đâu, nên là chưa thể bay tự do được mà chỉ có thể nhảy khinh công rồi thôi. Hiện tại mình chưa có cánh, tí nữa phải làm nhiệm vụ thì mới có cánh. Ôi, thỉnh thoảng nó hơi giật anh em thấy không? Để mắt setting lên nó hơi giật một tí vì mình đang dùng giật lập và... Rồi, đấy bức thư này. Mình đang để 60 FPS nữa thì nó cũng không chịu được. Hôm nào phải cài lại cũng được, hoặc là mình sẽ cài một cái giải lập mới. Nhưng mà các bạn thể thấy là đồ họa rất là đẹp, phần đổ bóng, hình ảnh cái thứ. Nói chung là game này nó ra từ 2018 rồi mà hiện tại vẫn rất là đẹp. Đó, như cái thao tác nói chung là dễ làm quen lắm, dễ chơi lắm anh em ạ. Các bạn đừng có lo. Cái lo duy nhất của mình khi mà game này nó về Việt Nam là máy của các anh em có chơi được không thôi. Ôi đẹp không? Đấy. À, có đồ môn phái rồi. Cái đồ anh em lưu ý là game này có rất nhiều đồ thời trang, nhưng mà mình cảm thấy nhiều cái đồ trong game ấy, những cái trang bị trong game ấy, nó còn đẹp hơn cả đồ thời trang nữa. Đặc biệt là đồ nam, đồ thời trang game này nó hơi xấu. Rồi, mình đã đến một cái map rất là quen thuộc với bạn nào từng chơi bản PC, đó là Tổ Long Thành. Thật ra nó tua đấy, hồi xưa là... Đây này, hồi xưa cả cái map nó liền mạch cơ, nhưng mà hiện tại cái phiên bản này nó tua đi rồi, mình nhảy ra. Nó đang giới thiệu các cái tộc ở trong cái game này. Đây là cái cốt truyện thôi, còn về sau mình sẽ bay thẳng sang cái Tổ Long Thành này. Tổ Long Thành là một cái map, cái bản đồ rất là quen thuộc với bạn nào từng chơi bản PC. Mình nhắc lại là nếu bạn nào mà chơi bản PC rồi thì cốt truyện bản mobile này nó khác hoàn toàn nha. Các cái nhân vật rồi các cái địa danh nó vẫn vậy, các con quái nó vẫn vậy, nhưng mà cốt truyện nó khác rồi, nó không giống như bản PC đâu. Đây là cái chúng ta cần lưu ý, đó là về sau các bạn đi đánh boss thì sẽ có tổ đội như thế này. Và cái việc phối hợp giữa các thành viên trong đội rất là quan trọng, như kiểu mình Vũ Linh là đi búp máu trong đội và thần thú uy tanh boss. Thôi pháp sư và vũ ma đứng sau bắn đó, các bạn thì thấy là rất là các bạn né đó, phải di chuyển né ra đấy, búp máu cho thần thú này, các bạn thấy không đó, búp máu. Nói chung là đây là tác dụng của Vũ Linh đây, búp máu, và tất nhiên là cũng có những cái chiêu tấn công, nhưng mà chúng ta phải búp máu liên tục cho đồng đội của mình. Đó, đây là thanh tâm chú này, búp máu một tiêu này, còn đây là cái gì nhỉ, quên mất rồi, nhưng mà là búp máu toàn đội. Đấy, bút máu lên. Thì thoảng màn hình nó hơi nhanh nhanh khó chịu nhỉ, chắc là mình phải cài lại thôi. Cái này mà dạo này cái giả lập này mình hơi bị, cứ chơi cái game BD nặng nó sẽ bị. Đây, chúng ta có cái lớp nhân vật như thần thú này, pháp sư, vũ linh, vũ mang. Đấy, dùng chiêu đánh boss. Đấy, pháp sư này thả cung gạch xuống. Bản PC là cung gạch, nhưng bản này là kiểu mấy cái thiên thạch thôi. À, mấy cái kiểu lửa thôi. Đấy, giật xét. Rồi, boss này nó chạy. Nó chưa chết đâu, nó chạy thôi. Đây, tướng quân ở Tổ Long Thành. The Mother Hydra might... You okay? Oh no. Go. Đây, nháy hơi khó chịu nhỉ. Game này được cái là chuyển cảnh rất nhanh, và thậm chí là các bạn có thể di chuyển giữa các khu vực nó liền mạch. Game này là một cái game mà cái bản đồ nó cực kỳ rộng và cực kỳ liền mạch. Rất là giống bản PC xưa, bản PC xưa làm gì có cái chuyển cảnh đâu, nó cả một cái map to đùng. Tất nhiên là mobile nó không thể hoàn toàn như vậy được, nhưng mà nó cũng cố gắng tạo ra những cái hướng chuyển cảnh, cả cho người chơi cảm giác là cực kỳ liền mạch. Rồi. Đây, đồ đạc. Về phần trang bị thì game này nó giống các game MMORPG khác thôi, nó chia ra phẩm theo màu, trắng, xanh, lá cây, tím, cam.
Đây, những cái vật phẩm này. Đấy, auto hỗ trợ, tất nhiên là cũng có auto thôi, nhưng mà về lúc đầu thôi, về sau thì nó sẽ khó hơn. Đấy, những cái hòm mình được thưởng khi mà mới vào game. Rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp. Cơ bản là vậy, mình đây có thú cưỡi mới này, nó được tặng đấy, bản này được tặng này. Một con này con sóc. Trong video đầu tiên này sẽ làm cái việc là mình trải nghiệm ban đầu. Video tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen với việc đi bay lượn rồi đi phó bản này nọ. Đó. Thì anh em chú ý theo dõi series của mình nhá. Mình sẽ cố gắng là trước khi game ra mắt tại Việt Nam, mình sẽ làm một cái series hoàn chỉnh để cho anh em có thể tìm hiểu thêm về game. Thật ra thì mình có thể lấy nick ở bên Trung Quốc ra, lúc nick của mình ở bên đấy cũng khá là cao rồi, nhưng mà mình chưa muốn chơi bản tiếng Anh bởi vì cái bản Trung Quốc bây giờ nó update quá nhiều rồi. Nó rất thêm rất nhiều môn phái, thích khách, vũ sư này nọ, nó khác xa rồi. Nên mình sẽ chơi bản global này, nó sẽ giống bản Việt Nam nhất. Bản Việt Nam chính là bản global được Việt hóa. Thế nên là mình sẽ chơi bản này để cho anh em bởi vì hai cái phiên bản global và Trung Quốc nó khác nhau rất là nhiều. Khác nhau về đồ họa, khác nhau về gameplay khá là nhiều. Bản Trung Quốc nó khó hơn. Bản quốc tế thì đã được điều chỉnh để anh em trải nghiệm nó dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đi phó bản. Hồi xưa mới chơi bản Trung Quốc, đánh một cái phó bản cực kỳ vất vả và tuyệt đối không được auto luôn. Thì bản bản global này thì các bạn chỉ cần đủ lực chiến. Thật ra thì một số lớp nhân vật vẫn có thể auto được, như kiểu Vũ Mang, Pháp Sư thì các bạn auto và thỉnh thoảng né né đòn thôi. Nhưng mà ví dụ như là thần thú với cả Vũ Linh thì bắt buộc là phải hoạt động bằng tay rất là nhiều. Thế nên mình mới nói là những cái nhân vật nào mà không phải đầu tư nhiều ấy thì chơi nó không nhàn đâu, anh em cần lưu ý. Rồi, chúng ta có tính năng cường hóa này. Một cái mẹo là mình khuyên là anh em là ban đầu ấy, các bạn có đá cường hóa này này. Đây, từ từ mình sẽ bỏ qua, mình đang đi làm. Đây, cái cường hóa này các bạn có đá cường hóa nhá thì nâng lên, nhưng mà các bạn nâng đều lên, tất cả trang bị cộng 5 lên. Khi một khi tất cả trang bị cộng 5, các bạn được sẽ thưởng lên bonus. Sẽ được thưởng thêm các cái chỉ số bonus khi các bạn cộng 5, cộng 10, cộng 15 nếu tất cả trang bị. Thế nên là các bạn ưu tiên là đừng có cộng một đồ mà cộng đều ra. Thêm nữa là về sau thì sẽ có tỷ lệ. Đây, success rate tức là có tỷ lệ xịt. Xịt thì không mất đồ đâu, nhưng mà nó sẽ tụt. Ví dụ bạn đang cộng bắt đầu từ cộng 5 là khó rồi. Ví dụ mà cộng lên cộng 10 đi, các bạn muốn cộng lên cộng 9, cộng 10, 8, 9, 10 gì đó thì sẽ có tỷ lệ xịt. Cái đấy thì cũng tùy hình nhân phẩm của anh em thôi. Họ, những cái tính năng, cái này thì menu là có một cái thành menu nó ẩn hết các tính năng ở đây. Đó. Đây, các bạn thấy bơi này, trong bơi làm nhiệm vụ, thậm chí là chiến đấu. Đây là một trong những game mobile mà cho mình thấy là số ít lắm, mình chỉ đếm như đếm tay, hình như là mình nhớ là không nhầm là không có game nào rồi. Cho phép là anh em là bay lượn rồi bơi chiến đấu. Bay nó là một chuyện, nhưng mà còn chiến đấu trên không nữa nên là một chuyện khác, hình như là không có game nào cả. Đi trả nhiệm vụ trên dưới này đã. Đấy, các bạn khi xuống nước là âm thanh nó thay đổi luôn, có tiếng âm thanh nó như kiểu đang lặn luôn, làm rất là thật. Cái này chọn này mình cũng không biết là ảnh hưởng gì không, nhưng cứ chọn bừa đi. Chắc là không sao đâu. Thật ra anh em cũng không cần để ý này đâu. Các bạn cứ tập trung vào cái quốc thôi. Thì thường ở bản Việt Nam mình nghĩ là nó sẽ có giới hạn level cấp server. Tức là một ngày các bạn chỉ... Ngày đầu tiên thì thường chúng ta sẽ chơi được lên tầm level 30, 38, 39 gì đó. Nó sẽ rất là kiểu như vậy. Xong rồi nó sẽ giới hạn ở cấp 59, không lên được nữa. Nó đợi khi nào mà server nó đủ người mà đủ cấp thì nó sẽ mới mở lên. Thế nên là việc cày level trong cái game Perfect World Mobile này nó không quá quan trọng đâu anh em. Thậm chí các bạn chơi sau thì cũng được tăng điểm kinh nghiệm khi các bạn chơi. Đó, thì các bạn đừng có lo là các bạn chơi sau gì cả. Cái quan trọng là anh em có đồ hay không, có mạnh hay không thôi. Chứ còn việc là chơi game này thì đừng lo lắng về vấn đề level quá, bởi vì chắc chắn là nó sẽ khóa level ở một cái cấp độ nhất định để cho người chơi cùng
cùng một server không có sự chênh lệch quá nhiều về level ấy. Thậm chí khi các bạn chơi xong 1-2 ngày thì các bạn lên cấp cực nhanh luôn. Một ngày có thể lên khoảng 5x được. Đấy, đối với các bạn chơi sau nha. Thế nên là các anh em nào mà có chơi với bạn bè mà kiểu bảo cảm giác chơi sau, các bạn đừng có lo. Các bạn hoàn toàn có thể chơi chơi cùng bạn bè mình được. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm khi mà mở được cái cánh để cho anh em xem bay lượn nhá. Đấy, nó sẽ khoảng rơi vào khoảng level 15. Nhanh thôi. Nói chung là trong cái series này mình sẽ cố gắng là truyền tải một số kinh nghiệm thôi, chứ tất nhiên là không đầy đủ được. Nhưng mà đấy, rất nhiều bạn không có cơ hội trải nghiệm Perfect World Mobile. Bản nước ngoài thì mình sẽ trải nghiệm, làm clip trải nghiệm. Và các bạn nào mà đừng chơi bản PC rồi thì đừng có quá hy vọng quá, tức là nó không hoàn toàn giống PC đâu. Đừng có hy vọng quá lại thất vọng. Ví dụ mình ví dụ như cái một cái map này nó chỉ là một góc của Tích Vũ Thành so với bản PC thôi. Nó gọi là giống như được khoảng 70%. Rồi đánh cái con khí đột này. Skip bỏ qua này, rồi bèm nó nhá. Đấy, Vũ Linh có một lợi thế là đánh tầm xa. Né 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 né. Thật ra không cần né được vì con boss này nó tân thủ thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà nên các bạn nên tập làm quen với việc né né đòn đi, sau này chơi còn. Đấy, có nút nhảy né này. Nó không có nút lướt đâu, các bạn lưu ý. Búp máu lên. Đó, cẩn thận búp mất máu. Nó hơi lag một tí. Búp máu lên. Đấy. Thế này tuổi gì nó đánh mình. Trong kỹ năng ở trong cái game Perfect World này nó không có điều hướng nha các bạn. Nó sẽ tự động chọn mục tiêu thôi. Tất nhiên là các bạn có một cái nút để đổi mục tiêu khi các bạn búp máu thì các bạn có thể chỉ vào người khác. Hoặc là chọn mục tiêu. Nhưng mà không, nó không có điều hướng gì cả. Was a cloak your power. The Elder. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Ban đầu chỉ là những cái nhiệm vụ cốt truyện rất là cơ bản thôi. Ai cũng thể chơi được. Game này nếu mà để gọi là để khó làm khó người chơi thì phải tầm từ 59 trở lên. Giai đoạn đầu tân thủ thì nó sẽ làm dễ để cho các bạn làm quen. Các bạn thấy không? Và nếu anh em để ý thì game này cũng có hệ thống ngày đêm và thậm chí là thời tiết. Hiện tại là hình như là hoàng hôn rồi. Đây các bạn, à đây, có cái thời gian này các bạn nhìn thấy không? Nó sắp từ buổi sáng buổi tối luôn. Đó. À, các bạn để chiến đấu dưới nước luôn nhá. Đó, có game nào mà chiến đấu dưới nước như thế này không? Để mà nó thì để các bạn yên tâm là tổ đội nào mà đi phó bản ấy, mà cùng party thì mình nhắc lại các bạn nên chơi thần thú với cả Vũ Linh nhá. Bắt buộc một tổ đội sẽ phải có ít nhất là một thần thú và một Vũ Linh. Sau đó là những cái tăng đam khác nhau, như kiểu có thêm pháp sư để dồn đam, pháp sư là vũ mang dồn đam. Thì nếu mà các bạn muốn kiểu chơi nó dễ chơi, ít đầu tư thì Vũ Linh cả thần thú thì ok. Nhưng mà không nhàn đâu, Vũ Linh này mình nhắc lại là chơi không hề nhàn nha. Mấy anh em nào có tư tưởng Vũ Linh chơi nhàn thì tôi thề không, thì ở clip sau tôi đi phó bản thì các bạn thấy là cực kỳ mệt mỏi. Các bạn phải liên tục búp máu cho đồng đội, xong rồi còn đồng đội chết thì còn phải hồi sinh rất là nhanh. Lại còn tranh thủ phải né đòn của boss nữa, nói chung là khổ lắm. Chơi rất là mệt luôn ấy. Vũ Linh mình thấy chơi mệt nhất luôn. Thao tác nhiều không auto, bạn nào mà chơi đi hang, đi phó bản ấy mà Vũ Linh auto nó kích ấy. Mình kể bảo cho anh em là kiểu anh rất là nhiều bạn cứ giữ thói quen là auto vứt vào phó bản ấy. Thì ở game này nó rất là khó và các bạn nên bỏ cái thói quen auto khi đi phó bản đi, đặc biệt nếu
anh em chơi kiểu pháp sư vũ man thì mình không nói, nhưng mà chơi kiểu vũ linh bút máu là nói chung là sinh mạng của cả tổ đội là phụ thuộc anh em rất là nhiều. Con này ở bản PC nó giống con gì nhỉ, quên rồi, lâu lắm chả nhớ nữa. Đấy, mình búp máu lên, được cái đi này rất là nhàn, cứ búp máu liên tục thôi. Cái boss ở trong game này nó cũng khó nha, lên cao cực kỳ khó luôn, cực kỳ trâu bò, cực kỳ khó. Tức là nó không ngu độn như một số cái con game là boss chỉ đứng im đánh đâu, mà nó liên tục di chuyển, nó liên tục sau một thời gian nhất định nó sẽ ra chiêu các thứ này nọ, rất là kinh hoàng đấy. Nói chung là điểm mình thích nhất ở Perfect World Mobile đó là nó không mì ăn liền, nó cũng có độ khó. Nó dễ chơi nhưng mà nó cũng có độ khó bắt buộc là người chơi phải điều khiển bằng tay, không hoàn toàn auto được. Đấy là một điểm mình thích ở cái game này. Mình nghĩ đây là một cái, chắc chắn là bản Việt Nam ra thì mình cũng dễ chơi rồi. Anh em nào một cái chơi thì vào S2, mình sẽ chơi S2 nhá. Chơi với mình. Đó, game này có thể chạy đi lùi được nhá các bạn. Thỉnh thoảng nó chạy lùi luôn. Đang chiến đấu mà bắn là nó hướng về mục tiêu và nó chạy lùi luôn. Rất là hay. Không biết là lên kịp level 15 hay không. Rồi. Đây là cái phần tu chân của bạn. Đây là một cái game về tiên hiệp nên là sẽ chia các cái mức độ tu chân lên. Anh em đọc truyện tiên hiệp cũng biết có tu chân là như thế nào rồi đúng không? Coi như là cảnh giới, nó gọi là cảnh giới. Đây, tu chân ban đầu của mình đây. Không biết Việt Nam nó dịch giống bản PC hay không nhưng mình không rõ. Đây, mình vừa lên cứ 9, 10 level. Bắt đầu từ level 9 thì cứ 10 level chúng ta sẽ phải làm một nhiệm vụ tu chân một lần. Đây, các bạn thấy không? 9, 19, 29, 39. Và bạn hoàn thành tu chân thì học thêm được những cái kỹ năng bị động mới. Tăng các chỉ số. Đó. Đây các bạn thấy này. 19, 29. Và mở khóa thêm các kỹ năng mới. 39, 49, 59 đến 69 thì các bạn thì ở bản mobile các bạn thì thăng tiên nhập ma rồi. Rất là dễ hiểu. Và để làm nhiệm vụ thu chân thì bắt đầu từ 29 là chúng ta sẽ phải đi phó bản. Đi vào phó bản và cũng khá là khó đấy. Về sau mới khó chứ mấy cái phó bản đâu nào thì cũng dễ thôi, kiểu cho anh em làm quen. Nhưng mà đấy, các bạn sẽ buộc phải làm quen với việc là không có auto khi đi những cái phó bản khó. Đây bảng kỹ năng này cũng nên nâng hết nhá. Đây kỹ năng này từ. Rất là nhiều. Về sau các bạn phải thăng tiên nhập ma thì nó sẽ chia thêm hai đường, và hai đường này nó sẽ có thêm những kỹ năng riêng. Thậm chí nó biến đổi một số kỹ năng các bạn, một số kỹ năng của bạn nó sẽ được biến đổi thành một đi theo cái đường hướng các bạn phát triển. Ui bay này. Cưỡi con cá voi. Đẹp đẹp đúng không anh em? Đó, rất là đẹp. Về đồ họa chắc là rất nhiều bạn thật mê rồi. Các bạn nhìn chuyển cảnh nhá, mình đang bay sang một khu vực khác mà nó làm chuyển cảnh cực kỳ đẹp luôn. Tức là nó không load map như những game khác mà nó bay, mình bay sang một map khác này. Đấy. Phi hành cực kỳ đẹp. Đây mình đã sang đến tổ Long Thành rồi này. Ôi, có con kinh công dã man không? Cái hệ thống chuyển cảnh game này nó liền mạch, cực kỳ liền mạch. Ui, nè, 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 nè. Con này không động được. Ui, đó, mình chuyển cảnh rất là mượt luôn. Mình đang bay qua, các bạn sẽ có cảm giác là game map cực kỳ rộng, cực kỳ liền mạch luôn. Quá đẹp, nhưng mà hơi giật tí. Chắc là mình sẽ phải chỉnh lại. Anh em thông cảm vì mình chơi giả lập. Cái game này mà chơi điện thoại, đặc biệt là iPhone ấy, iPhone mạnh mạnh tí thì cực kỳ phê. Tất nhiên chơi hàng ngày thì mình không khuyên là các bạn để mắc setting đâu, vì nó rất là nóng máy tốn pin. Nên để cố định trung bình thôi. Thậm chí là các bạn khi mà các bạn đi để công thành chiến các thứ này nọ, các bạn phải giảm tối đa cố định xuống thì các bạn mới chơi được. Nó chỉ đẹp để các bạn chụp ảnh tự sướng các thứ này nọ thôi. Since you
Rồi, mình sắp được có cánh rồi, tí nữa mình có cánh đi mình sẽ bay lượn cho thỏa sức, bây giờ hiện tại chưa có. Đó, phải level 15 này thì mình nhận được. Cái nhịp độ lên level của game này nó cũng không quá là nhanh đâu. Đây là mình còn chơi sau nhá, mình còn chơi level đầu thì mình còn được cộng thêm, hiện tại mình còn được tăng thêm điểm kinh nghiệm đấy. Nhưng mà hiện tại nếu mà các bạn chơi từ đầu thì nó sẽ hơi khó hơn một tí. Đó. Nói chung game này là dạng trải nghiệm nhá các bạn. Các bạn phải chơi từ từ thôi. Rất là vui. Mình sẽ đây, có tỷ lệ này, thậm chí các bạn thấy là cộng 3, nó bắt đầu từ cộng 3 bắt đầu là khó rồi, nó còn 65% thôi. Nói chung là để mà chơi được thì các bạn cố gắng là ở dưới những level, dưới level 5 thì các bạn sẽ không bị tụt level, nhưng mà về sau thì nó sẽ tụt. Nhưng mà các bạn cố gắng là có một bộ đồ cộng 10 là đủ chơi rồi. Chứ đừng mong là cộng 15, cộng 20, cái đấy đi cho đại gia đâu. Nói chung là cố gắng lên cộng 10 tất cả các đồ nhé. Đó các bạn ạ, vừa di chuyển vừa đại, vừa bắn luôn. Nhìn rất là thật. Rồi mình sẽ cố gắng chơi đến ở trong video này mình sẽ chơi đến lúc mà có cái cánh. Đây là clip đầu tiên. Đây phần thưởng này. Rất là nhiều phần thưởng cho người mới chơi luôn. Quà đăng nhập online này, quà level. Sẽ cộng 5. Đấy, bắt đầu tụt rồi này, bạn thấy không? Nói chung là nhân phẩm đủ cả đấy. Bắt đầu từ level 4 là bắt đầu tụt rồi. Đập đồ game này nó không dễ đâu. Phụ thuộc nhân phẩm rất là nhiều. Đây, còn 50% này là một lên một xuống. Đấy, lại bị tụt rồi. Rất là đen luôn. Nói chung là cộng đập đồ trong game này nó không dễ đâu anh em ạ. Nhưng mà các bạn cố gắng là tất cả đều cộng 5 nhá. Thì nó sẽ được cộng thêm các chỉ số ấy. Hết đá rồi. Đen quá, đập nãy giờ không được cái gì cả. Đấy con nhím. Con lợn lai nhím. Con này con lợn rừng ấy. Sẽ đánh một con Flame Dancer dạng như con bướm ấy. Thế này thì các bạn auto cũng được vì vì nó đây là phần cốt truyện nó khá là dễ thôi. Ban đầu thì anh em auto hoàn toàn auto rất là thoải mái. Nói chung là anh em chơi đập đá chơi đồ thì rất là tốn luôn ấy. Các bạn lưu ý nhá. Và ở đây các bạn này đập rất là nhiều đồ được. Các bạn lưu ý là những cái đồ ban đầu ở trên cùng này là những đồ các bạn đang mặc thì cố gắng là đập vào đây. Còn những cái đồ này là đồ có rồi. Thì các bạn có thể mồi được. Cái này thì mình nâng cao thì mình sẽ giới thiệu anh em đập mồi sau. Nhưng mà đấy, các bạn phải lý đừng có cộng nhầm. Thường là đập những cái món đồ ở trên cùng thôi. Là những cái bạn món đồ bạn mặc trên người này. Nó sẽ hiển thị cả những cái món đồ trong thanh trang nữa. Đó. Phải rất là lưu ý.
Rồi đánh bot. Mất cũng khá khá thời gian đấy. Oh, con bướm thành bướm bướm vàng rồi anh em ạ. Dưới sau bản Việt Nam thì các bạn có thể đọc cốt truyện được, nhưng mà hiện tại thì mình cứ bỏ qua đi. Với cả ông nào mà kiểu đua cấy tốp chắc chả bao giờ đọc cốt truyện đâu. Ồ, sắp level 15 sắp có cánh rồi các bạn ơi. Level 15 thì các bạn sẽ được hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, các bạn sẽ được tặng cánh. Đây là lắp ngọc. Đó, các bạn này lắp đá vào. Đó, như vậy các bạn có thể đập đá rồi lắp đá. Đây, có cánh rồi. Đây, có cánh rồi các bạn ạ. Và khi bạn muốn bay thì có chữ flying này, các bạn ấn vào. Đó, các bạn có thể bay. Game này nó bay cực kỳ cao luôn anh em nhé. Đây, mình sẽ bay lên cho anh xem này. Đấy, các bạn thể thỏa sức bay lượn luôn. Rất là địch. Đấy, mình sẽ bay lên. Cái độ cao nó gần như là không giới hạn. Đấy, các bạn lên cao quá nó sẽ bay lên hư không luôn. Ồ, đẹp không? Đó. Thì đại loại trong video này thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em về các cái lớp nhân vật, rồi các cái thao tác ở trong game, trình đồ họa. Và các bạn cho các bạn thấy khả năng không chiến, thủy chiến. Rồi... đấy, thì các bạn thể thấy đây là một game cho phép chúng ta PK cả trên không, dưới đất, bộ binh, bộ dưới đất, rồi cả dưới biển nữa. Thì các bạn chú ý đón theo đón xem series trải nghiệm game Perfect World Mobile của cậu Vàng trên kênh Top Game Online. Thì trong clip sau chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm, và đặc biệt là những cái phó bản sẽ rất là khó, sẽ rất là hấp dẫn đấy. Thì anh em chú ý theo dõi nhá. Bây giờ thì video của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nào thấy video này hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe để ủng hộ kênh Top Game Online. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.